thì nó dễ chăm sóc không chị? Dạ dễ chăm sóc anh, bây giờ rất là dễ chăm sóc. Khi chơi này thì phải có 2 tháng rưỡi 3 tháng xong rồi mình lấy ra mình chăm. Gần cái nữa mới thấy, mới quay cận cảnh được cái mặt của cô chủ nha. Đó mong là của bà chủ này nha. Đây bà chủ đây. Thường thường á là 4 năm là dội 1 năm. Dạ, 4 năm là sẽ bị dội 1 năm ha. Ngộ ta. Mình lặt hết, mình chỉ có cái băng vậy thôi. À nghĩa là những cái nách rồi đó là mình lặt hết. À. Khoảng bao nhiêu chủng loài lan chị? Dạ nhiều lắm, cũng không nhớ. Không nhớ nổi luôn ha. Đâm mê mà vừa chơi rồi. Ngộ ha. Dạ. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, những khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Nam Long Xuyên. Hiện tại Nam đang có mặt ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và bây giờ thì cũng đã bắt đầu cuối tháng 11 rồi, đã sắp bước sang tháng 12, tức là cái tháng chạp. Ở trong tháng chạp đó sẽ là một cái tháng rất là nhộn nhịp. Và ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thì vào thời điểm này cũng bắt đầu bước vào mùa vụ hoa kiển Tết. Thì ở Thoại Sơn, An Giang cũng có một số bà con vào cái mùa vụ này thì sẽ trồng hoa kiển Tết để phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024. Và ở video này thì em xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành, chúng ta sẽ đi tới những hộ dân trồng hoa phục vụ Tết để xem bà con ở đây chuẩn bị những loài hoa gì cho Tết Giáp Thìn năm 2024 nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng đồng hành với em nha. Đây mình tiếp tục cập nhật một địa điểm nữa để trồng bông phục vụ dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 nữa nè cô chú anh chị. Ở đây khu vực dài dài trong núi Sập thì cũng bắt đầu tất bật vào cái mùa vụ Tết rồi. Tới mùa vụ của hoa Tết. Và trước mắt cô chú anh chị là những cái chậu cúc pha lê nha, cúc đại pha lê, những cái chậu rất là lớn luôn. Bà con mình chuẩn bị phục vụ Tết nè, nhưng mà mình không biết là cái này bán tại chỗ hay để cho thương lái hay là đem ra ngoài chợ Hoa Xuân ở ngoài Long Xuyên. Thì mình sẽ đi dài dài vô bên trong xíu nữa mình sẽ hỏi luôn nha. Ở đây mình thấy là bắt đầu là những cái búp á nó đã rất là bự luôn rồi nè. Cái này là khi Tết nó chỗ là những cái chậu này là sẽ rất là xum xuê những cái cúc nha. Như mình thấy số lượng ở đây trồng cũng khá nhiều cả nhà, quá đẹp luôn á. Này hình như là số lượng mình thấy cũng tầm mấy trăm hoặc một ngàn hơn á. Những cái chậu ở đây toàn là mình thấy là cúc đại không á. Những cái loại này bắt đầu là hình như là cái này cũng được mấy cây rồi nè. Lặt được là khoảng mấy cây rồi nha. Những cái búp nó rất là bự luôn, tuyệt vời luôn đó cả nhà. Mà nguyên một cái khoảng sân ở phía trước này nè, có hai cái ngôi nhà nhìn rất là cổ kính luôn, hai ngôi nhà đặc trưng của miền Tây Nam Bộ nha. Ở phía bên này thì có hai cây mai cũng khá là lớn, và ở khu vực này thì trồng bông rất là nhiều. Đây. Chú thì như chuẩn bị đưa cháu đi học rồi kìa. Đưa cháu đi học hả chú? Năm nay mình trồng số lượng phục vụ Tết nhiều không chú? À, của nhỏ em chứ đằng này tôi cũng không rành. Vậy ha, này là của em chú chồng ha. Nãy giờ con tưởng là của chú chứ. Thấy quá chừng nhiều luôn á. Ra qua hỏi nhỏ em mà nó. Dạ 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 dạ. Này tôi chỉ đi lên tới lui chơi thôi, hay cho không có là làm gì đây. Như là mấy chị bên kia đang lặt bông lặt hoa kìa. Hello hello mấy chị, hello cô. Này mình đang làm gì cô?
chèo không? Chèo ha. Ủa chèo, chèo lần sau cô con thấy mấy mấy cô chú anh chị mà làm nghề bông á hay nói chèo chèo mà con không hiểu chèo lần sau. Cái gì nè? Cây này nè mấy mình đặt hết mình chỉ có cái bông vậy thôi à, nghĩa là những cái nách đồ đó là mình lặt hết à, là mình phải lặt hết, mình chỉ chừa lại một bông thôi, chừa lại em ví dụ như cái bông là bự mình chờ bông, còn cái con cái bông mà nhỏ thì mình chừa một bông. Dạ bông. Dạ cái này là cúc gì cô? Cái này cúc gì hai? Cái này kim cương. Cúc kim cương. Mình như chậu này là chậu đại phải không chị? Chậu 11 hả? Là như vậy là mình là chậu vừa vừa ha, chứ không lớn không nhỏ ha. Bên đó là chậu lớn. Dạ. Đó là chậu có bông tới vô người ta quay đẹp. Kim cương này nữa màu đẹp. Cái này là con đi cập nhật dài dài xong rồi Tết con đi quay nữa. Gần Tết con đi quay nữa, có bông đi quay nữa. Cái này cũng như mình trồng là để... để bán tại chỗ hay là thương lái người ta đặt hay là mình sẽ đem ra chợ Hoa Xuân chị? Để tại đây, mình điếm tại đây à. Điếm tại đây luôn á ha. Lái nó lợi dữ lắm. Dạ. Năm nào cũng có đám bông này là ưu tiên nè. Lái đẹp quá chừng luôn, chạy ngoài đường, chạy ngang là nhìn thấy là ghé liền á. Dạ. Em ngoài Long Xuyên nè. Quay mà đi cập nhật gần Tết rồi là phải đi cập nhật quảng cáo miễn phí cho bà con mình bán dắt Tết cho được chứ. Con này đi thấy nữa thì ghiền rồi đó. Dạ. Đây 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 để tôi vô quay, tôi vô. Đi chuyện chợ nha. Dạ. Từ từ nha. Nói sao quá không nghe, từ từ. Bình tĩnh. Sao sao sao. Rồi chị giới thiệu cái chỗ bông của mình đi. Này đám bông kim cương với pha lê gom hai y. Dạ. Ở xã Định Thành. Ở xã Định Thành. Ở Sơn An Giang. Ở Sơn An Giang. Rồi khi mà những cái thương lái ở khắp nơi người ta xem được cái video này mà người ta thấy quá ưng những cái chậu cúc như thế này, người ta sẽ liên lạc với chị. Rồi, người ta sẽ đặt số lượng. Cái số điện thoại 0989. 0989. 700. 700. 780. 780. Rồi là số đó là gặp chị đẹp. Gặp chị đẹp. Cô chú anh chị và cũng như thương lái ở khắp nơi xem được cái video này của Nam Long Xuyên thì khi mà mình ưng những cái chậu cúc như thế này thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại vừa rồi chị vừa đọc nha, để mình tham khảo giá hoa Tết luôn nha. 400 chậu kim cương. 400 chậu kim cương. 400 chậu pha lê. 400 chậu pha lê. 400 chậu lớn pha lê. 400 chậu lớn. 400 chậu 48 đó pha lê. Dạ. Ai có ưng bụng thì có liên hệ với cái số điện thoại vừa qua. Dạ. Yeah. Như mình trồng ở đây hồi nào giờ nè, chị cũng là một trong những cái người mà trồng hoa để mà cung cấp Tết đó, thì chị thấy là tình hình hoa năm nay nó có khả quan hơn năm rồi không? Năm nay là thấy là bông nó khó trồng hơn năm rồi, chứ mà thấy cũng có trồng ít hơn. Trồng ít hơn ha. Vậy là đúng rồi đó, tại vì ngày hôm qua em mới đi quay ở bên làng Quang Thạnh bên chợ mới á. Thì bà con ở bển thường thường á là mọi năm á là người ta trồng số lượng là một hộ như vậy là người ta trồng gần 10.000. Nhưng mà năm nay là người ta trồng chỉ có 3-4.000 thôi. Giảm lại tại vì giảm lại. Nó hơi dội không? Đúng rồi. Rồi năm nay người ta ớn. Mà nếu như mà theo này theo cá nhân em nghĩ ha, năm rồi mà nó đã vuột một đợt rồi thì thế nào năm nay bông cũng hút, là thường thường em thấy vậy đó. Cũng mong là năm nay là bông sẽ có giá và gần Tết bông sẽ hút để cho những nhà vườn, những cái hộ mà người ta trồng hoa như mình đây thì sẽ đỡ hơn á chị ha. Đúng rồi, tại vì là gặp liệu cái gì nó cũng hút hết trơn. Dạ. Bông hút cái gì đó cũng hút. Như mà một chậu như thế này nè, chị trồng mà tới chừng mà thấy giống cho tới cái khoảng thời gian này là bao lâu chị? Gần 7 tới giờ đó. Từ rằm tháng 7 tới giờ. Ồ, khá là lâu. Gần 7 mình mua cái đồng nhỏ vậy mình ghim mình ương. Rồi giờ gần 8 mình vô chậu này. Dạ. Gần tới giờ đó. Là nó 4 năm tháng rồi. Quá chừng công trình luôn ha. Dạ. Thường thường á là 4 năm là dội 1 năm. Dạ, 4 năm là sẽ bị dội 1 năm ha. À. Ngộ ta. Cái này là mình còn lặt như vậy khoảng mấy lần nữa thì mới thôi lặt chị? Như vậy
rồi sao mình đi gỡ lại cái nào mà như mấy cây này nó chưa ra. Dạ. Mình lật tiếp tục, còn mấy cây lật rồi này đây khỏi. Đó. Đó, mà vậy đây mình kêu gọi là lật dẹo đó. Mấy cây từ theo nách 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 này nè. Nó nhiều công đoạn lắm. Em thấy mấy bà con mà làm nghề bông này em thấy cực quá chừng luôn. Trời chưa nắng mà nghe bên An Thạnh bển nha, người nào người nấy cũng ngồi gan dày luôn nè. Tới giai đoạn đó thì cũng phải chịu ngồi. Mình ở đây thì có dùng thì cho dùng, không dùng phải trong phơi nắng mà. Là quay từ đâu tới đâu ạ? Chứ quay từ đâu. Em quay là hổm rài là bên làng Hoa Sa Đéc nè. Xong rồi làng Hoa Cần Thơ nè. Rồi làng Mai Bến Tre nè. Rồi Cái Mơn. Rồi trở về An Thạnh, xong bây giờ là tới quay ở Long Xuyên, rồi bây giờ trở vô núi Sập. Dạ, là quay. Ai cũng nói là ít hơn năm rồi đó phải không? Đúng rồi, 10 người là nói hết 10 luôn á. Với nó trong năm nay nó hơi khó trồng nữa. Dạ. Đợt mới xuống giống hổm thì mưa. Mới xuống giống là mưa rồi ha. Mưa mấy tháng luôn. Rồi cái bắt đầu xây ngang cái tượng đó cái này là không mưa luôn. Bởi bông nó không được đạt từng mỗi năm. Dạ. Này là chị với mấy chị kia là cũng ở trong nhà luôn hả? Ừ. Người nhà luôn. Người nhà không ạ? Người nhà ha. Cũng đỡ một cái. Còn bên kia là người ta mướn không à? Nhà bằng lấy công làm lời. Dạ. Không mà em nghĩ là cái đám cúc của chị mà nữa mà trương ra cái là hết nhanh chóng luôn á. Mà phát quay em giờ tôi hỏi là trả lời tôi thật lòng nha. Hỏi thật lòng, trả lời thật lòng. Thật lòng đâu phải trả thật lòng. Tôi thật lòng. Rồi quay ngày hôm qua nay rồi cảnh bệnh qua đây là có đống cúc nào không, đống cúc này không? Không, nếu như mà nói mà cúc mà khoảng như vậy á, cái kích cỡ như vậy á, là chưa có đám cúc nào như đám cúc này luôn á. Chưa nào qua này phải không? Thiệt, là cái đó là thiệt. Ở bên kia thì trồng cúc nhưng cũng cúc pha lê nhưng mà người ta trồng lội lồng, lùng á, chứ không lùng có trồng cao. Lùng hơn chứ không có cao. Lùng hơn, không có cao. Rồi qua bánh quay cái chậu lớn cho mình luôn. Chậu ok chị. Cậu chậu mấy? 48 hả? Ừ. Rồi qua. Cỡ 48. Chiều cao là 1 mét. Chiều cao là 1 mét. Vậy là ở đây là mình chuyên chậu chung với loại lớn. Cái này là 11 lớn. Hôm qua giờ em đi quay là mấy chậu nhỏ nhỏ không à. Không có chỗ nào cái đám cúc mà bự gì đâu. Cái này là cái 11 lớn. Còn bệnh là 48. Cái này mà cái kích cỡ này khi mà cái bông á, khi mà nó có bông là nó khoảng 3 lớn không chị? Cũng cỡ đó ha. Em nghĩ là bự á. Cũng mong là năm nay qua sẽ hút cho nhà vườn mình đỡ hơn năm rồi một xíu ha. Chú tên gì vậy? Kênh của em là Nam Long Xuyên. Nam Long Xuyên. Ở tại Long Xuyên luôn. Ở tại Long Xuyên luôn. Đây tới Tết còn đi quay chợ Hoa Xuân đồ dài dài nữa. Tại Long Xuyên luôn là chỗ nào đó? Em ở ngay chân phường Mỹ Xuyên á. Gần đèn bốn ngọn á. Chợ Mỹ Xuyên luôn. Tại chợ Mỹ Xuyên không? Gần chợ Mỹ Xuyên chứ không có ngay chợ. Mỹ Xuyên. Dạ. Bờ kè. Ở chỗ bánh ngay chân cái chợ Hoa. Đúng rồi đó. Ở đó là Tết là cứ ra đó quay chợ Hoa suốt. Đường dưới mé sông là đường thường. Đường mé sông luôn, đường cặp bờ kè mé sông luôn. Nằm ở đường mé sông luôn ha. Biết xa tôi gần quá ha. Địa bàn mình. Ủa? Chị cũng ở ngoài Long Xuyên hả? Ở chợ Ôn. Chợ Ôn hả? À, là mình ở Trà Ôn rồi có chồng mới về đây ha. Vậy là mình đồng hương quê. Đồng xứ sở. Đồng xứ sở. Ở mà bờ kè đó tại chỗ chợ Hoa là vô cổ chợ Hoa. Em là bước ra cái là đụng chợ Hoa đó, ngay chợ Hoa luôn. Ở ngay chân cái hẻm 23 đó hả? Dạ. Vậy là Tết mình ở tại đây thôi chứ không có ra ngoài chợ Hoa ha. Dạ, bán ra tại đây luôn. Dạ. Chuyên chở người ta là chở làm mình kêu xe giùm người ta thôi. Dạ. Đâu có dân đâu mà đi ra tới đứng bán nổi. Ở đây mình êm mình ngợi được một cái là ở trong gia đình mình tập trung mình làm ha, đỡ cái mướn công. Bên này còn thêm bông đất nữa, Tết đi bán bông đất. Bông đất là bông gì chị? Là bông mình trồng bông này mà nhổ ra có bán có bình à. Để có ra bông mà bảy tàu đó vô bay đẹp cực kỳ luôn. Cỡ lớn rằm đi. Rằm á hả? Rằm nó chạc đó, là nó ra bông ra màu hết trơn, màu nào ra màu nấy. Ồ đẹp dữ ha. Ừ.
vì đây nó nhiều loại ong lắm, 3-4-5 thứ loại ong lắm. Cái này nó chưa, cái này nào nó cũng hết xanh không à. Dạ. Lúc đó mới ra màu. Thì tới đó em quay vô nữa. À. Tại vì bây giờ mình đi cập nhật trước vậy đó. Nam Long Xuyên. Quá chừng cái đám cúc của chị im quá im mà. Như cập nhật vậy giờ tối tôi mở ra có thấy không? Ngày mai. Ngày mai á, mà tối mai hoặc là chừng nào mới có lên được rồi tôi ngày mở mai, ra. Ngày mai sáng là 8-9 giờ là em lên video rồi đó, là chị coi được rồi đó, rồi, khoảng trưa chiều ngày mai coi. Có thấy không? Thấy chứ, mình lên YouTube mình bấm vô Nam Long Xuyên là ra kênh em rồi, bấm vô kênh em là thấy liền. Coi đi ủng hộ phe nhà nha. Lời là giới thiệu đám bông này mà. Bởi vậy. Nhanh chóng rồi được. Qua tháng 5 ta điện vô sống chốt cho con. Trời ơi, em đi quay liền liền luôn mà em đâu có biết là ở trong này mình có đâu. Nào giờ đi quay là quay ở xa xa không, đâu có biết khu vực ở trong Thoại Sơn mình đâu. Đây là năm nào có trồng, ở đây nó có trồng không? Có biết đâu à mà vô. Rồi bữa nay đi lội dài dài nữa thôi, năm nay để thả dài dài trong Thoại Sơn bà con mình chống có trồng bông không, mình vô đây mới thấy nè. Dạ. Em với à? Hả? Em với à? Có sẵn sàng hết trơn luôn vậy. Cho nó mượn cái bàn mũ rồi hai cái ghế dựa ra ngồi hai đứa quảng cáo cà phê rút cho mượn cái bình nước. Bởi vậy? Gọi cho lại mấy chú phê. Ờ chứ không cho nó ăn cú. Ờ ở đây mấy chị làm vui quá. Coi cái là chèo. Cái này chắc tại là quen rồi hay sao á, chứ gặp như con mà đưa vô ba đồ nhỏ này con ngồi hồi chắc con ngủ luôn á. Cái này mình ở rồi cái mở cái này con làm sót cái này nè. Dạ. Yeah. Cái bông này nó không có lớn, cái này nó lên này nó mặc lại nữa. Dạ. Yeah. Nó cứ chèo nhỏ mà con cũng phải lật cho nó kỹ. Dạ. Yeah. Còn mấy cái mà sau này vợt lại là mấy cái cây này nó chưa có chỗ ra cái bông. Dạ. Yeah. Mình phải làm lại. Chưa ra tới chỗ ông mà vô là thấy gì thấy đi. Cái này lối chừng bữa nào nữa thì nó mới chỗ đẹp cô? Thứ hai bữa nào mình chỗ bộ đó nói rằm nó là ra bông rồi đó, cỡ rằm tháng chạp ha. Rằm nó ra màu hết trơn này, mình thấy là gì rồi là 19-20 là mình lên xe đó. 19-20 là bắt đầu là giao cho thương lái, là 15 là bắt đầu bông rộ rồi. Là cỡ 12-13 là lái nó lại cho bằng liên khúc luôn á. Dạ. Anh chị nào có cần bông ra hết thì điện thoại nó vừa qua vậy. 400 kim cương. 400 chậu cúc kim cương. Này là mình lặt tới mấy giờ mình mới vô chị? Tới chiều luôn. Tới chiều luôn hả? Ừ, bởi vì có vụ bằng ngoài. À. Đi qua đây là bên đây ba chậu 48. Đâu qua giới thiệu luôn coi. Cho con qua cái nghe cô. Chợt nha. Chợt hồi chắc ụp mặt quá. Mà ăn bự lắm. Chậu này là kêu bằng chậu 48 hả chị? À, chậu 48. Chiều cao 1 mét. Có quá lớn luôn. Cái này mà gặp mấy cái nhà mà lớn lớn có sân rộng ha, Tết để hai chậu ngoài trước là tuyệt vời luôn á. Này đó, này là bán là về là Long Xuyên.
Gạch Giá đồ mấy chợ lớn lớn là ta ưng bụng mấy chậu này dữ lắm. Em đi quay phim đây mà em nhìn em còn ưng nè. Quá đẹp luôn, cái này ý là chưa có bông mà nhìn nó đã đẹp rồi đó. Khi mà nó bông nó chỗ đều một cái nữa đó ha, là rồi nhìn hút luôn. Nó còn xè ra nữa. Dạ. Nó còn xè bự ra. Cái này là mình cơi, mình chèo rồi xong hết luôn đó rồi hả chị? Đó, xong rồi đó. Dạ. À, nó chỉ còn cái nụ không à. Giờ, dạ. Giờ còn cái quặng dưỡng nó bự ra thôi. Dạ. Đó. Xong hết rồi đó. Quá yên luôn. Đó, cô chú anh chị mình mà thương lái nữa. Với cô chú anh chị mà có ưng thì liên hệ số điện thoại nãy chị đọc nha. Dạ. Có ưng bụng thì liên hệ số điện thoại đó. Còn giá cả thì mình sao? Thì giá cả thì nữa cô chú anh chị với thương lái tự thương lượng với chị. Tự thương lượng. Đó. Ưng bụng thì liên hệ số đó đi rồi giá cả thương lượng sao? Dạ. Mình trước đi. Năm rồi chồng có 100 nè. Dạ. Yeah. Rồi người ta không đủ, người ta dặn năm nay cho chồng tiên. Năm nay chồng tiên này 200 248. Chậu là chậu lớn luôn đó cô chú anh chị, cao 1 mét luôn nè. Nói thời điểm này là cao 1 mét rồi đó. Dạ. Yeah. Nó có thể bự hơn, nó xè ra được. Mấy cái này nó vậy thôi, vài bữa nó xè ra cỡ này nè. Đó, ồ, khá lớn ha. Bông nó lớn ra là nó càng ngày nó bự nó xè. Dạ, nhìn là tuyệt vời luôn. Nó xanh từ trên tới dưới nè. Chậu nào cũng bị dân. Dạ. Bởi nghề nào cũng có cái cực khổ riêng ha. Bởi vậy, đam mê. Nhưng mà em thấy là nếu như mà nói về cái nghề mà mỹ miều trồng bông này em thấy là cực dữ dằn. Trời nắng trời gì mà em đi quay em thấy bà con làm qua em thấy cực. Mà đam mê nghề, tại mình đam mê. Mê, làm riết mê luôn, ghiền luôn. Lỗ cũng mà. Nói về lỗ thì tao không tin, mà cũng có lỗ, cũng lỗ. Dạ. Mà đam mê. Cái chậu bự đó là khúc pha lê nha. Dạ. Đi túm áo vậy. Mình thôi nó dướng mấy cái cây nè. Ông đi vô đây mà có ông xã tôi bộ cả bự đó là bự. Ảnh đâu? Trung bông còn hơn là trung vợ. Ảnh đâu? Ở đây mà ai mà đi mà áo mà xè xè hả là ông ta. Còn cái ông anh nãy là anh chồng hay là anh ruột chị? Ông nãy ông anh. Ông anh ha. Anh chồng. Mày cũng mà hè nè. Trước chú tới về chiều lắm nữa. Thấy hôm qua chú vô đây chú quay là vui dữ lắm luôn. Qua đây. Vui quay lại đây nhậu đi nó ca từ rồi nghỉ quay được luôn. Tại vì có ca đăng lên bị bản quyền thấy bà nội luôn. Vậy hả? Vậy không được hả? Dạ có nhạc rồi vô là bị bản quyền liền à. Rồi sao mà vô được? Như phần hát sùm rồi mình đâu có nói chuyện được, đâu có giới thiệu gì được đâu. Ừ, đâu có. Đường nào mà làm xong rồi bắt đầu mình với mình cho anh bạn. Cả bạn chợ mới luôn phải không? Chợ mới cho tôi luôn. Quá chừng cái đám cúc của chị nhìn mê thiệt chứ. Này cần cho thấy mặt không? Cần cho thấy mặt thôi cho người ta biết quen cái người ta đang vô liền. Vậy hả? Vậy là phải đi lại gần. Để là gần cái nữa mới thấy, mới là quay cận cảnh được cái mặt của cô chủ nha. Đám bông này là của bà chủ này nè nha. Đây bà chủ đây. Thấy mặt thôi đừng thấy áo. Đây bà chủ nha cô chú anh chị. Cái này là chị với mấy cô mấy chị này là làm sao? Chị em trong nhà không ạ? Chị em trong nhà không đó ha. Nè quay đi rồi cái ngày mai cái là bà con như thấy là cỏ là chôn coi. Rồi. Nhớ là những gì nha. Sao? Nói. Cái gì? Bình luận vô hả? Bình luận. Bình luận vô cho anh này nghe Linh. Mày gõ vô cái YouTube á rồi bình luận lên cho anh này. Bình luận nhớ bình luận cái số điện thoại mình vô luôn. Đúng rồi, thả tim thả ngay luôn ha. Đúng rồi. Thả tim lên số điện thoại chắc không nhớ hả?
để số điện thoại ghim vô bình luận luôn đi, rồi em ghim cái bình luận đó lại là bắt đầu người ta vô coi mà người ta bấm vô bình luận là người ta thấy số điện thoại mình dưới luôn. Mà bình luận ghi số điện thoại của mình nữa hả? Ừ. Rồi cái em mới vô em ghim cái bình luận đó lại thì nữa người ta vô là người ta thấy số điện thoại mình trên đó luôn. Nhớ nghe lên, nhớ bình luận cho anh ha. Rồi nhớ nghe Linh ơi, Linh. Đừng quên ha. Nam Long Xuyên. Rồi cảm ơn gia đình rất là nhiều nha. Chúc gia đình mình à. Ngày mai, 8 giờ sáng là em đăng lên đó. Vô liền phải không? Quá im luôn. Rồi bây giờ dạ bây giờ cũng sắp sửa bước sang năm mới rồi, cũng chúc gia đình mình năm nay là an khang thịnh vượng nha, với buôn may bán đất. Rồi cảm ơn mấy chị mấy cô rất nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Rồi tới rằm tháng chạp các em vô nữa. Dạ năm sầu riêng sao hổng gài đi đâu ai cũng nhắc thân ta. Ngày hôm qua đi bên An Thạnh bển ha, cũng có mấy cô mấy chị bển cũng nhắc năm sầu riêng nữa. Nó thôi giờ mày kiếm mày mằng mai cho bà này, nó thôi 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 tôi quải lắm. Tôi không dính vô mấy vụ làm mai được. Không. Văn Phạm á. Sao mà cái danh vậy? Rồi con tạm biệt gia đình mình nha. Dạ được rồi, con còn đi dài dài trong kia nữa để chiều á. Ok ok. Đây cả nhà, bông rất là đẹp luôn nè nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển qua bên phía này, rồi mình sẽ đi dài vô trong kia luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn xem kênh Nam Long Xuyên hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Nam làm thêm nhiều video nữa gửi tới cả nhà nha. Đây ở đây thì mình thấy có một cái vườn hoa lan, phải nói là khi mà mình đi ngang thì mình bị hút mắt, mình phải ngừng lại để quay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Phải nói ở đây rất là nhiều loại hoa, rất là nhiều giống lan, quá đẹp luôn rồi. Cả nhà ơi, nhìn vô một cái mình thích mê luôn. Một xíu nữa khi mà ghi hình từng loại lan ở trong này thì mình sẽ ra mình quay cái bảng hiệu ở phía ngoài của anh chị chủ luôn. Đó, rồi cả nhà có thể tham khảo nha, những cái loại lan mà mình yêu thích. Phải nói là trong các dòng hoa hổm rài mà mình đi ghi hình mình chia sẻ từ Sa Đéc về đây thì hoa lan là một trong những loại hoa phải nói là hoa cao cấp đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Quá đẹp nè, những cái cánh lan cả nhà nhìn nè, nhìn mê luôn á, tuyệt vời. Đối với những người mà những cô chú anh chị mà mê hoa lan, khi mà mình nhìn thấy cái lan như thế này là mình hút mắt liền á cả nhà, đẹp quá chừng luôn nè. Ở đây có màu vàng nữa nè, quá đẹp luôn. Cái này mà những tín đồ mà mê lan ha, nhìn là khỏi đi nổi luôn á, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ở dưới này cái loại màu hồng đó, đẹp vô cùng không. Một cái giò lan như thế này là thì anh chủ chị chủ ở đây có niêm yết giá cả đâu đó đàng hoàng luôn, cho nên cả nhà mình không phải sợ nha. Cứ mạnh dạn mà điện thoại tham khảo nha. Chậu giò lan này có giá là 220, quá đẹp luôn. Đây rất là nhiều loại lan luôn á. Đây ở đây có mấy chị mình đang sửa mấy cái giò lan nè.
Nó bị điện sao có vườn sinh thái luôn nha. Dạ. Đi nó quay ở sao. Sao không có vườn ăn gì luôn. Chị Lan mà chị đang vô chậu này là tên gì? Châu Ngọc Điệp không chị? Ờ, Đại Châu Ngọc Điệp. Đại Châu Ngọc Điệp. Đại Châu Ngọc Điệp. Ngọc Điệp. Ngọc Điệp. Quá nè. Chậu Lan vô chậu quá đẹp luôn cả nhà. Cao lên. Đúng không? Chị cho nó lên cao liền luôn á. Dạ. Giờ mấy sớm đứng lên cho nó hơi cao lên là nó gần đúng rồi. Này mình sẽ ra ngoài trước này, mình thấy ở trước này có một số cái giò lan nè. Trước này có những cái giò lan phải nói là tuyệt đẹp luôn ở trước này nè. Ôi ôi nhìn cái thấy xuân về này. An khang thịnh vượng nè. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Những hoa lan này màu vàng ha. Quá đẹp luôn. Lan trắng nè. Quá nhìn thích mắt luôn á. Rất là đẹp luôn nha. Nhìn là thấy mùa xuân liền luôn á. Đây người ta có treo những cái biển Tết nữa nè. Để Tết đó là mình mua những cái chậu lan này về mình trưng là tuyệt đẹp luôn. Đây chị chủ nha cả nhà, chị chủ vô cùng xinh đẹp y như những cái hoa lan mà nãy giờ Năm quay luôn á. Sẵn đây mình sẽ nhờ chị chủ giới thiệu một số loài hoa lan tiêu biểu ở phía trước này, mình nhìn rất là đẹp luôn. Cái chậu giò lan màu vàng này là lan gì chị? Lan hồ điệp á anh. Lan hồ điệp ha. Lan hồ điệp nó rất là bình bông, mà Tết thì thường người ta trưng rất là đẹp. Dạ. Cái này là hồ điệp cách chậu à, màu tím. Hồ điệp rất nhiều, rất là nhiều màu. Dạ. Thường thì trong những cái loại hoa mà mình trưng phổ biến, em thấy cái loại hoa lan là phải nói là như cái loại hoa cao cấp luôn á, phải không chị? Dạ đúng rồi. Thì những cái loại hoa lan như thế này là mình trồng thì nó dễ chăm sóc không chị? Dạ dễ chăm sóc anh. Bây giờ rất là dễ chăm sóc. Khi chơi này thì phải có 2 tháng rưỡi 3 tháng xong rồi mình lấy ra mình trồng cũng tích rễ khi trồng bình thường. Dạ. Dạ. Tính rồi nó cũng ra hoa lại. Dạ. Tính ra thì cũng không khó ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Hồi nào giờ thì em tưởng là hoa lan rất là khó trồng. Dạ dễ anh. Dạ. Nói chung là người nào mình là trồng được hết à. Dạ. Tại vì có một số bà con cô bác đó, khi mà người ta thấy lan đẹp như vậy nè, người ta cũng muốn mua trồng lắm, nhưng mà người ta nghe nhiều người nói lan khó chơi lắm, khó trồng lắm, thành ra người ta cũng ngại. Sẵn đây rồi vậy mình nhờ chị chia sẻ luôn. Dạ rất là dễ. Dạ. Cách mà mua những chậu hồ điệp cách chậu như nè, rồi khi mà gần hết Tết rồi đó muốn trồng lại thì ở đây tụi em trồng lại miễn phí, chỉ có tốn tiền vật tư như là chậu này móc này nọ thôi. Dạ, dạ. Quá êm luôn ta, vậy mà mình mua mình chưng kỹ thuật cho mọi người chia sẻ cho mọi người trồng lan. Rồi vậy là quá tuyệt vời luôn rồi, mua về chưng lan đã rồi qua Tết rồi mà không biết cách chăm sóc cứ đem lại đây là được miễn phí luôn, chỉ tốn tiền phân thuốc rồi thôi. Dạ. Quá ok luôn. Cái màu trắng này là tên gì chị? Màu trắng này là hồ điệp V3 đó. Hồ điệp V3. Dạ. Trắng V3 này nó rất là đẹp, mà hồ điệp này người ta sạch, nói chung là từ các vườn ở trên Lâm Đồng đó người ta trồng rồi đem về đó mình mà cắt chậu này kia cho người ta. Dạ. Như một cái giò lan mà khi mà nó trổ cho tới khi nó tàn là khoảng bao lâu chị? Dạ khoảng 4 tháng rồi anh. Dạ, 4 tháng bắt đầu trổ lên tới lúc tàn luôn là khoảng 4 tháng. À. Dạ, nên rất là bền, bông treo rất là đẹp. Dạ. Quá im luôn. Dạ. Một chậu lan vậy là hoa nó tới 4 tháng nó mới tàn nữa cô chú. Dạ. Anh chị. Đúng rồi. Ở trên đó nó hai màu trắng với màu hồng, đó là cũng tên hồ điệp luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Cái này
hồ điệp Phong Nam, hồ điệp đại với hồ điệp mini. Những cây như vậy là mini nè. Dạ. Mấy cây lớn vậy là đại nè. Giờ không lớn thì nó mấy chậu như vậy nè. Có thể là trong biết màu hoặc là những màu như vậy nó cũng rất là đẹp. Dạ. Dạ. Những chậu này thì chưa có trang trí thì trang trí lên thì nó sẽ đẹp. Cái này ý là chưa có trang trí mà em nhìn em thấy còn mê luôn, nó đẹp. Bên đó cũng hồ điệp luôn hả chị ha? Dạ đúng rồi, hồ điệp đó. À, loại chậu nhỏ. Dạ, cái này là mini. Mini. À, mini kết hợp với hành đại. Dạ. Quá đẹp luôn. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, mấy cái giò mini nè. Hoa nhìn hút mắt luôn. Ở phía này còn mấy dòng dendro nè. Dạ. Dễ trồng hơn nữa nè. Rồi sẵn giới thiệu luôn chị mình đây. Cái dòng này là dendro kết chậu vô chậu lớn nè. Dạ. Dòng dendro này là anh ba xưa nè. Bền rau. Bông quanh năm. Nói chung là bông thì bền bông mà là cắt bông rồi thì cứ khoảng cỡ tháng tháng rưỡi là bông mới ra tiếp rồi. À vậy là tính ra là cũng quá im luôn, trồng bông là có bông quanh năm luôn mà. Dạ. Này vũ nữ nè. Vũ nữ với dendro có thể là ghép vô trụ như này nè, ghép vô lũa rất là dễ ghép luôn. Dạ. Khi mặt cây bám rễ như vậy là nó bông quanh năm luôn đó anh. Dạ, có rất tuyệt vời. Còn có những dòng tha dendro chết thì nó trưng bày ở phía trên nè. Dạ. Rất là nhiều dòng. Dạ. Dòng này dễ trồng mà chuyên khoa. Ở trong vườn của mình tổng cộng được khoảng bao nhiêu chủng loài lan chị? Dạ nhiều lắm, cũng không nhớ. Không nhớ nổi luôn ha. Đam mê mà vừa chơi rồi chia sẻ. Dạ. Dạ. Còn cái loại loại này. Bài một số dendro chớp. Dendro ha. Dạ dendro chớp. Dạ. Nó nhiều loại lắm. Quá đẹp luôn. Lan này nó nhiều tên lắm, không có nhớ hết được anh. Dạ. Dạ. Một số dòng đó. Dạ. Em thấy khu vườn của mình quá nhiều loại lan luôn. Dạ, phía này đã quay theo phía này đẹp hơn. Dạ, rất nhiều. Đèn go quá cả nhà. Quá đẹp. Nãy em nghe chị chia sẻ là phía sau có khu du lịch nữa hả? Dạ, vườn sinh thái anh. Vườn sinh thái. Rồi này kia khu ăn uống nữa, nhưng mà bữa 19 á tụi em mới khai trương cái khu đó. À dạ. Tới bữa 19 này ha, 19 tây. Dạ. 19 tây hay âm lịch? 19 âm lịch. 19 âm lịch là bắt đầu mình khai trương khu du lịch sinh thái. Dạ đúng rồi, phía sau nó còn nhiều lắm, chút quanh quay rộng hay nhiều lắm. Dạ. Dạ. Rồi. Có khách nào mà ghé thị trấn Phú Hòa thì ghé tụi em chơi. Thị trấn Phú Hòa đường đi vô trong Thoại Sơn nha cô chú anh chị. Ở đây là hội quán Hoa Lan Tuệ Duyên, xíu nữa Nam sẽ quay cái bảng để mình có thể tham khảo nha, có số điện thoại trên đó luôn. Hàng lần hàng công việc này kia nói chung là tụi em nhiều lắm. Dạ. Trời ơi, chị đứng cặp bên trên cái màu tím nè, tao nói nó đẹp vô cùng. Dạ. Quá tuyệt vời. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Chúc cơ sở mình buôn bán đắt nha chị nha. Em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Đây nè cả nhà. Quá đẹp luôn. Này là quanh năm là có hoa hoài luôn á, như chị chia sẻ là mình mua về chân Tết, khi mà qua Tết á mình không biết cách chăm sóc, mình có thể đem lại đây và ở bên đây người ta sẽ hỗ trợ chăm sóc miễn phí cho mình luôn, và mình chỉ cần tốn tiền phân thuốc thôi, còn phần chăm sóc người ta sẽ chăm sóc miễn phí luôn. Và một cái giò lan nhỏ như thế này thì có niêm yết giá luôn là chỉ có 50.000 thôi cô chú anh chị, quá rẻ luôn cho một giò lan. Nè, một giò lan nhỏ như thế này là có giá là 50 cành. Quá tuyệt vời luôn. Giờ không biết sao mà đây. Đây, một giò lan như thế này là chỉ có 50 cành thôi nha. Cả nhà sẽ có một giò lan chân rất là đẹp luôn. Lan tím. Quá tuyệt. Rất là nhiều chủng loài hoa lan nha cả nhà.
Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài trước, mình sẽ quay cái bảng của vườn lan ở đây, cả nhà có thể tham khảo nha. Đây là cái bảng vườn lan Tuệ Duyên nha cô chú anh chị, chuyên cung cấp sỉ lẻ ký gửi phân phối hoa lan cho các tỉnh nè, nhận trang trí cắm hoa cho các sự kiện tiệc cưới, vật tư cho ngành phong lan, vườn sinh thái và khu vui chơi giải trí luôn. Giờ ở trên bảng này có địa chỉ rồi luôn nè, cả nhà có thể tham khảo những cái lan mình yêu thích qua số điện thoại trên bảng này nha. Thì cái hướng này nè cả nhà, hướng này là hướng đi ra ngoài Long Xuyên ha, còn hướng từ Long Xuyên đi vô thì nằm ở ngang thị trấn Văn Minh Đô Thị, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Hòa. Còn nếu như mà mình đi theo cái hướng này thì về thẳng ở trong núi Sập nha. Ở đây là một cái khu phải nói là tuyệt vời, vừa vườn sinh thái rồi luôn, nhưng mà vườn sinh thái thì tới bữa 19 âm lịch thì mới khai trương nữa, chắc có lẽ là bữa 19 âm lịch khai trương vườn sinh thái thì mình sẽ trở lại mình quay khu sinh thái cho cả nhà mình tham khảo nha. Tới đây thì mình sẽ có những cái trải nghiệm ngắm hoa lan nè, cũng như là mình tham khảo những cái chậu lan mình yêu thích. Và những cái chậu lan ở đây là được niêm yết giá cả sẵn hết luôn, cho nên cả nhà thoải mái tham khảo luôn. Vô đây đẹp quá chừng luôn cô chú anh chị ơi, tuyệt vời thì trời, đẹp cỡ nào đẹp thì mình cũng phải nói lời tạm biệt vườn lan để chúng ta tiếp tục cập nhật hoa kiển Tết ở An Giang nha cả nhà. Đây, ở đây thì mình thấy có một cái chỗ trồng bông cúc pha lê để cung cấp Tết Giáp Thìn năm 2024. Và mình được biết thì số lượng cúc pha lê ở đây trồng là tầm khoảng là 5 tới 6.000 chậu cúc pha lê đó cả nhà. Thời điểm này thì bà con mình cho biết là đã bắt đầu tới cơi thứ hai rồi, nghĩa là người ta lặt đọt lần thứ hai đó cả nhà. Thì Nam thấy bây giờ là những cái búp hoa nó cũng rất là bự rồi nè. Này là tới Tết là vừa luôn. Phần lớn thì những cái hộ mà trồng hoa ở đây thì để đếm cho thương lái, chứ không có đem ra chợ hoa xuân hay là bán tại chỗ, mà người ta đã có những cái lái người ta đặt trước hết rồi, người ta chỉ trồng cho lái thôi. Và hiện tại bây giờ thì đợi tầm 10 bữa nữa là bắt đầu người ta sẽ giao cho những cái lái để đem về những cái chợ hoa bán Tết đó cả nhà. Phải nói là những cái chậu ở đây thì cũng dạng trung á, cúc pha lê nhưng mà dạng chậu trung, nghĩa là chậu vừa vừa, không lớn mà cũng không nhỏ. Chậu nào chậu nấy mình thấy rất là nhiều hoa luôn nha. Cái này là khi mà nó trổ bông là mình sẽ thấy nó rất là xum xuê luôn. Khu vực này cũng khá là rộng á, nó nằm cặp tỉnh lộ đường từ Long Xuyên đi về trong núi Sập nè. Ở đây thì có một hàng gồm 4 cái hàng hoa, 4 hàng hoa sẽ vô một hàng lớn. Thì ở đây có 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng và một hàng ở trong nữa, là tổng cộng là 8 hàng cả nhà. Nè cô chú anh chị mình nè, nhìn cái chậu hoa nè, xum xuê luôn á. Bây giờ mà nó đã trổ những cái búp to như cỡ cái đầu ngón út của Nam rồi nè, thì cái này là khi mà bông nó ra là cái nó sẽ ba lớn nè cả nhà. Nó bằng một bụm tay của Nam rất là to luôn. Và nó xum xuê hết nguyên cái chậu này, là mình nhìn cực đẹp luôn. Ngoài những cái mà cúc pha lê này thì ở đây mấy anh chị còn trồng thêm dạng thọ nữa nè. Dạng thọ này là dạng thọ truyền thống nha. Cái này hình như mình nghe chia sẻ hồi nãy là cái này đã được 2 cây rồi, còn 1 cây nữa thì mới đạt chuẩn. Và số lượng dạng thọ ở đây trồng để cung cấp cái dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 năm nay là tổng số lượng là 4.000 mấy chậu nữa. Một số lượng cũng khá là ấn tượng ha cả nhà, để phục vụ Tết.
Bây giờ thì mình chỉ đi quay cập nhật trước thôi, chứ còn bông mà đẹp như dắt Tết thì cả nhà sẽ chưa có thấy cái cảnh mà bông đẹp dắt Tết đâu, tại vì mình đi quay cập nhật trước á, để chia sẻ những cái nơi mà trồng hoa để phục vụ Tết cho cả nhà xem. Ở đây là tổng cộng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hàng thọ. Mà mỗi một hàng như vậy là sẽ có 4 hàng bông, là vô một hàng lớn. Tổng cộng là 11 hàng. Số lượng khá là ấn tượng luôn. Thọ này thì ở đây là mấy anh chị ở đây trồng thọ lùng nha cả nhà. Đang dưỡng đó nè. Giờ này thì mấy anh chị đi vô trại ăn cơm rồi, cho nên là mình không có phỏng vấn đôi điều được. Đợi một xíu nữa coi anh chị ăn cơm xong rồi mình sẽ đi vô phỏng vấn anh chị luôn nha. Để mình xem. Búp hết rồi nè. Tuyệt vời luôn. Hình như là ăn cơm xong rồi kìa. Giờ mình sẽ đi qua bên trại nha. Quá chừng búp luôn nè. Khoảng rất là rộng luôn. Bên đây là dạng thọ nha, dạng thọ lùng nha cả nhà. Nguyên một khu này anh chị trồng mà mình thấy rất là xum xuê luôn á. Ngoài những cái hoa dạng thọ mà được vô trong chậu á, thì còn một số là còn trồng luôn ở dưới đất luôn, không có vô chậu. Cái này nữa mình nghĩ là sẽ bứng bán nguyên cây nè. Này là để tự nhiên cho nó xum xuê luôn á. Cái này là mình thấy bắt đầu có búp rồi nè cả nhà. Thọ này bắt đầu có búp rồi nha. Thọ này chắc mình nghĩ là để tới 23 để bán chợ đường táo nè. Những cây thọ quá nhiều luôn. Rất là xum xê nha. Chị nó đang làm gì mà sao kìa. Đây giờ này thì chị bắt đầu ra lặt mấy cái chồi với lại mấy cái cơi thế gì nè. Này mình lặt chồi hay là cái gì chị? Này á. Dạ. Lặt chèo. Lặt chèo ha, là lặt nách nó đó ha. Nãy giờ đi quay ở trong kia mấy chị kêu cũng lặt chèo, lặt chồi nè. Đang chăm sóc. Từ lúc mà mình xuống giống tới cái cây mà nó khoảng ba lớn này là mất hết bao lâu chị? Hai tháng mấy ha? Hai tháng mấy? Hai tháng mấy, ba tháng đó chắc cũng chăm sóc kỹ lưỡng dữ lắm hả chị? Mấy cái này nó khó không chị mình? Đốt đèn nữa. Đốt đèn nữa hả? Đúng rồi, thắp. Mới trồng là bắt đầu thắp đèn tới tháng mấy. Là mình kéo đèn điện nữa hả chị? Đúng rồi. Ôi. Tối là bắt đầu bắt đèn tới nửa đêm. Rồi vụ này em cũng mới biết, em tưởng đâu là trồng xuống vậy là chăm sóc xong. Phải có đèn nó mới bự, còn không có đèn là nó ra bông sớm. Ngộ hết ta. Chừng nào mình muốn cho nó ra bông thì mình cắt đèn. Dạ. Yeah. Này trồng cực lắm. Bởi vì bà con mình đi chợ chỉ biết mua bông chứ đâu biết cực khổ như vậy phải không? Dạ. Phải lặt từ cái chồi, từ cái chèo. Mà lặt hình như đâu phải lặt một lần đâu, lặt tới mấy lần nữa phải không chị? Lặt hai lần. Hai lần. Cắm cây, đột dây luôn hết. Dạ. Này còn lặt một lần nữa. Dưới cuộc dây quận lắm rồi. Là bắt đầu là mình xong đó ha. Chỉ bán Tết thôi. Còn thỏ thì còn đuôi chân. Dạ. Yeah.
Ở đây có một mình chị là chị đi lặt nguyên cái khu này luôn á hả? Có đâu, đúng rồi, lặt phụ chứ là mình nên lặt đâu kịp. Em tưởng đâu nguyên khu này mênh mông gì có một mình. 5-6 người lúc mà mới lặt là sao 5-6 người đang ngược lại thôi. Dạ. Được sao vậy? Em tưởng đâu một mình mà lặt hết khu này chắc xỉu luôn á. Cỡ 100 chậu gì chứ gì. Dạ. Trong chậu ngoài chậu rồi này tới ngàn mấy lật tới cái chỗ bông tới tết. 6 người lật đâu cũng 5 ngày. 5 ngày 6 người là lật vậy, là với cái tiến độ là cũng như là thuần thục là quen nghề rồi đó phải không chị? Cũng có người mới nữa. Cũng có người mới ha, chứ em đưa vô em không biết đường em lật đâu. Không, chỉ là biết hả? Ba cái này em thấy nó tỉ mỉ quá chừng luôn, nhỏ nhỏ không à. Gần gần ở trong kinh ép chồng cũng có một hộ trồng bông giống ngoài chị vậy nè. Đâu chưa đi hả? Ờ. Thấy đây chạy dài lên trên đầu lộ Định Thành nè, chạy lại qua khỏi chùa lại đắng tới cái thẳng mức đó. Kế bên đó, kế bên chỗ ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo á. Cái bên này nè cũng có đó. Kế bên đó rồi ngang lộ cũng có nè. Dạ. Mà bên phía bên kế bên ban trị sự thì nhiều hơn bên này. Bên này thì số lượng ít hơn, nãy em chú có quay nè. Bên kia thì cũng không chú luôn. Chú hai ơi, chồng có chỗ lớn hả? Dạ. Bên này cũng có chỗ lớn nhưng mà ít hơn bên kia. Năm nay của mình lên ổng chồng chứ có bả chồng nhiều nữa. Nãy nói chuyện với mấy chị quá chừng vui luôn. Ở trong kia hả? Dạ, ở bên kế bên ban trị sự á. À, vậy là không có vô trong kia ha. Em có vô mà ở trong không có cho quay chia sẻ chị. Dạ. Chắc là cô bác cũng chạy á. Không biết sao. Ông pháp là ít cho quay á. Ít lên, không thích lên đài á. Dạ, chắc người ta không thích, không thích lên đài. Ừ. Không thích lên YouTube. Em thấy mấy chị ở đằng kia là có dù hết trơn mà chị đằng này có dù đó. Đứng mà đương đầu với nắng luôn à. Có dù chứ, chứ mấy bữa mà ngồi lặt này mà không dù nắng dắt lặt đâu có nổi. Dạ. Lượng cây dù hết. Cái khoảng thời gian mà mình treo đèn đó là tới bao lâu mình mới rút đèn được chị? Ừ. Là mình treo khoảng 1 tháng không? Hơn chứ. Hơn 1 tháng à. Mới đèn. Ờ, tính ra công cán người điện đuốc rồi nữa. Mà cái loại này ngộ hết ta, phải treo đèn ta. Treo đèn là muốn nó cao bao nhiêu là nó cao bấy nhiêu đó. Ngộ ha. Hoài là nó lớn hoài. Dạ. Kinh nghiệm nữa. Ủa chị, cái lúc mà mới chồng đó không có đi quay thử cho đâu biết. Không, cái lúc mới chồng em đâu có quay đâu. Tụi em quay toàn quay lúc này với lúc có bông không à, bởi vì có biết cái giai đoạn ban đầu chồng ra làm sao đâu. Một cây như là mình chỉ chừa đúng một bông vậy thôi đó hả chị? Một nhánh lên vậy là đúng một bông thôi. Dạ. Nó mới lớn rồi, để nhiều bông nó mới lớn rồi. Cúc pha lê này thường thường nó chỉ có một màu vàng hả chị hả? Đúng rồi. Nó không có nhiều màu như mấy loại kia ha. Không, chỉ có thằng cúc nhán á.
Dạ. Mấy chị mà ở trong kia thì trồng năm nay cúc đại, chị nói trồng số lượng 400 chậu. Cúc đại á, cái loại mà cao 1 mét á. Cái đó cũng trồng trước nè. Cũng là một loại giống nhưng mà mình trồng thời gian đó. Dạ, yeah, trồng thời gian lâu hơn ha. Dạ, năm tháng 8 rồi. Dạ. Yeah. Nhánh cây là sao chị? Tại vì chậu lớn thì mình phải chia nhánh ra bông nó tròn ra. À. Này chậu nhỏ mà. Cho nên mình chỉ cắm vòng mà mình buộc mình chịu thôi. Dạ. Còn chậu lớn là mình phải chia ha. Chia ra nó mới đều rồi. Đều cái chậu chứ nó không có đứng nó sững luôn. Dạ. Cái đó cực hơn nữa. Vậy là nó lên là phải buộc dây chì thắt nó lại. Chậu càng lớn là càng cực hả chị? Đúng rồi. Nó cực lắm. Lạc cũng phải leo lên cái ghế đứng lạc đó. Dạ. Tính ra tới nay chị chia sẻ em mới biết cái vụ mà cúc pha lê này trồng buổi ban đầu là phải có kéo đèn nữa đó. Em thì em tưởng đâu là chỉ là trồng rồi mình dung phân tưới nước mình chăm sóc nó thôi. Không ngờ nó cũng có nhiều cái kỹ thuật và cái giai đoạn ha. Cái luống cúc của mình ở đây là tới khoảng 23 là nó bắt đầu là nó trổ bông ra chưa chị? Tới 23 là bắt đầu trổ rồi ha. Cái này tính ra mà tới chỗ khoảng rằm tháng chạp chắc nó đẹp lắm ta. Cái đó là nó há nhũ rồi. Dạ. Nhìn lúc đó là vàng ươm nguyên khu này luôn. Tết là mấy anh chị ở đây là có đem ra ngoài mé đường không hay là chỉ để trong này không à? Chắc Tết cũng đem ra đó, ai mua thì phải. Ừ, mình đem ra cặp mé đường luôn, cái người ta đi ngang người ta thấy người ta ghé vô là xớt lên xe luôn, gọn gàng luôn ha. Ở đây thì đem ra thế luôn. Dạ. Em thấy xích dưới đằng này thì thọ. Ở dưới một chút xíu. Là mình mới ra ngoài này mình mướn năm nay hả chị? Ừ. Còn lúc trước hộ mình trồng ở đâu? Ở trong Kinh Trục. Kinh Trục ha. Gia này năm nay em thấy coi bộ có lý à, im đó. Em thấy mấy cái màu xanh xanh này là cái phân nó còn dính trên lá phải không chị? Thuốc ha. Bởi và làm ba hoa này là cực kỳ kỹ luôn ha. Một cây gì em thấy hình như là nó trên 100 bông không chị? Không. Thấy nó dày bông quá ta. Năm mấy bông thôi. Vậy mà mình nhìn mình tưởng đâu trăm mấy không á, nó dày á. Nhìn nó dày bông quá chừng luôn.
được cây thì cây ngắt hai cây thì nó, nếu mà nó đạt thì được 6 bông. Dạ. Còn nó không đạt thì 4 bông hoặc 5 bông. 4 mấy 50 bông là cây. 4 mấy 50 bông là cái chậu đó đạt lắm rồi đó hả chị ha. 40 bông ăn lên là không đạt rồi đó. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Để đi quay vòng sơ nữa cho bà con mình xem. Đây, một cây như thế này là nó tầm khoảng, theo như lời chia sẻ của chị chủ ở đây thì khoảng mà 40 bông đổ lên một chậu như thế này là nó đạt dữ lắm rồi đó cô chú anh chị. Bên kia thì ba người đàn ông đang trộn phân kìa. Rồi, và có lẽ video Nam cũng xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Nam Long Xuyên nha. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày giải trí thật là vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, dồi dào, may mắn, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video sau của Nam nha cả nhà.